chín thứ đại định, 10 biến xứ vân vân có bao nhiêu thiện pháp. Nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 lực của Phật. Những gì là 10? Đó là xứ phi xứ trí lực, nghiệp dị thục trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng thắng giải trí lực, căn thắng liệt trí lực, biến hành hành trí lực, tịnh lự giải thoát đằng trì đằng trí, tạp nhiễm thanh tịnh trí lực, túc trụ tùy niệm trí lực, tử sanh trí lực, lậu tận trí lực. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là xứ phi xứ trí lực? Phật dạy: Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết như thật tướng xứ phi xứ của các pháp nhân quả thì đó là xứ phi xứ trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là nghiệp dị thục trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật cái tướng của các nghiệp pháp và các thứ nhân quả phải chịu ở quá khứ, vị lai, hiện tại của các loài hữu tình thì đó là nghiệp dị thục trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là chủng chủng giới trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng giới vô lượng của các loài hữu tình thì đó là chủng chủng giới trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là chủng chủng thắng giải trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng thắng giải vô lượng của các loại hữu tình thì đó là chủng chủng thắng giải trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là căn thắng liệt trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng căn thắng liệt của các loài hữu tình thì đó là căn thắng liệt trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là biến hành hành trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng hoạt động cùng khắp của các loài hữu tình thì đó là biến hành hành trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là tịnh lự giải thoát đằng trì đằng trí tạp nhiễm thanh tịnh trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng tịnh lự giải thoát đằng trì tạp nhiễm thanh tịnh căn lực giác chi đạo chi vân vân của các loại hữu tình thì đó là tịnh lự giải thoát đằng trì tạp nhiễm thanh tịnh trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là túc trụ tùy niệm trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng sự việc ở vô lượng vô số đời trước của các loại hữu tình thì đó là túc trụ tùy niệm trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là tử sanh trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật tướng vô lượng vô số việc sanh tử của các loại hữu tình thì đó là tử sanh trí lực. Bạch Thế Tôn, thế nào là lậu tận trí lực? Thiện hiện, nếu lấy vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ như thật các lậu dứt hẳn, tâm vô lậu giải thoát, tuệ vô lậu giải thoát. Ở trong hiện pháp, tự tác chứng, an trú hoàn toàn, có khả năng tránh chi, ta sự sanh diệt dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau, thì đó là lậu tận trí lực. Thiện hiện, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát.